Vâng, và xin chào các bác, chào mừng các bác trở lại với trang kính cửa ngày xưa. Ngày nay giới thiệu các bác đó là cây Amon nhạn bọc vàng phát xuất sản xuất tập kỷ 1950. Cái này size 52 nhé. Cái này size 52. Cái này là mắt là trà hai màu trên đậm dưới nhạt, trên đậm cả nắng dưới nhạt để nhìn cho dễ. Những cái dòng mắt kính Amon nhạn mắt trà này thì đó là cái sở trường sở thích của em thôi. Thì bác nào mua về là thay mắt cận lão viễn loạn tùy ý thích nhé, tức là cận thị này, lão thị này, viễn thị này, loạn thị này, tùy ý thích nhé. Bác nào ở Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ nhé, mà có 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi bằng cái phương tiện bưu điện ô tô máy bay tàu hỏa. Phương tiện thì nhanh nhất, hợp tình hợp lý, phí thời gian gửi 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Cái kính này có giá là 3,5 triệu hay là 3.500k, giá là 3,5 triệu hay là 3.500k. Sản phẩm báo ra luôn luôn được bao chiếc bán test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả của sản phẩm. Cầu giữa nó có chữ Amo và hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa. Rất rõ ràng nhé. Mọi thông tin chi tiết về kính luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm đều ghi bên dưới video. Ở phía cuối càng này thì nó hơi mòn chút xíu, tuy nhiên ảnh hưởng và cái chuôi phần nhựa này thì nó hơi bị gần tí thôi, nó không ảnh hưởng nữa nhá. Và chính vì thế giá chỉ có 3,5 triệu hoặc là 3,500k. Và các bác mua đâu mua, nên lựa chọn mua lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội và Sài Gòn. Em bằng số em trên đầu cổ bán đầu cổ là 20 năm 30 năm, ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm rồi. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản thì bác sẽ bác nào chuyển ship cốt thì vui lòng đặt cọc 100k. Về thời gian giao hàng thì từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bác có điện thoại trước, tránh tình trạng lên xuất quá thì em bị hàng và giao lưu cổ xưa. Đặc biệt hơn là em đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Thì bác lưu ý là điện thoại trước để em nguyên tiếp đón từ xa nhé. Tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Nội, lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đó là trong những cái giá trị lớn nhất mà khi mua xuất đồ cổ xưa lâu năm có thẩm uy tín. Các bác lưu ý, ngày nay rất nhiều đồ xấu bán qua trang mạng, soạn thương mạng điện tử. Và không được chỉ thay đổi số điện thoại. Bác không nhìn vào lượng đăng ký kênh, đừng theo dõi trang và nhảy vào mua, lao vào mua. Bởi vì nếu đăng ký kênh thì cho trang thì bây giờ người ta thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing và sale để like, để view, để đăng ký kênh theo dõi cách chóng ngoài chóng mặt rất nhanh. Mới làm vài tháng từ cuối năm ngoái năm nay đã lên rất nhanh. Đó là rượu với mình cũ. Bởi vì có những kênh triển khai 1 đến 2 năm đã 10.000, 15.000, 20.000 người. Trong khi đó kênh của em triển khai là 7 năm nay rồi. Bán tại nhà được chương trình hơn 20 năm và số lượng đăng ký kênh chỉ có hơn 2.000 đăng ký kênh. Bởi vì em bên em làm cách hiếu sạc tự nhiên, không có like, không view, không có đơn vị quảng cáo cả. Tự làm cách chân tình, chân thành nhất và luôn luôn rõ ràng. Amo nhạn pháp xưa thập kỷ 50, hàng chuẩn năm 1 nhá. Còn một số kênh kia nhá là bán hàng của chỗ Nhật và một số châu Á, nguy hiểm hơn, bán hàng tàu trà trộn vào, bị có địa chỉ đâu, vu bán hẹn nửa đường, hẹn nơi công cộng, cộng đồng, nhà ga, bến xe, vứt đi hết, hẹn chân tòa nhà, chân chung cư, rồi là hẹn cà phê. Các bác lưu ý nhá, đôi ngày rất nhiều tượng nó thuê đứa con gái bán trên lưu trên mạng xã hội nhá, và là không có địa chỉ, mặc quần áo hai dây hở ngực trên ngực nhá, xong rồi mới bán kính Solex GH mà gì 3,6 triệu, số lượng gánh làm gì 2,6 triệu, kính cơ làm gì 1-2 triệu, nó như có ra đó. Xây băng mọc vàng lại còn 5,6 triệu mà còn mới tinh. Một số bác mua phải cái kênh đó trong Việt Nam gửi ra bị dính xong đầu nó có trả lời, nó bảo chứ tôi cho xem video hình ảnh rõ ràng đấy đấy, cho nên các bác hết sức tỉnh táo đầu cho đấy, bởi vì nó không có địa chỉ, đúng không ạ? Nó mua số điện thoại mà sử dụng rất nhiều sim số điện thoại. Đấy, mua bán cũng thấy rất là rủi ro. Em khuyến cáo bác là mua bán nên mục sở thị nhà có làm sao mà bạn được. Mua bán tại nhà luôn luôn đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Đấy, nó phải như thế chứ. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn bác đã dành thời gian xem video của em vừa dài mà thôi. Bác nào mà chưa kênh của em, ấn nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video, nút biểu tượng quả chuông nhá. Để mỗi khi lên kênh hệ thống cũng sẽ gửi nhắn tút 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 luôn ngay đến thoại. Đấy, thế mới hay. Và xin chào tất cả các bác.